Dạ vâng, em xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay nhà em lên phiên bán hàng ngày 2 tháng 8 năm 2024. Hôm nay em về được một ít các mặt hàng trồn rời đó các bác nhá. Cũng không có nhiều đâu ạ, có chục mã trồn rời thôi. Em mong các bác là vào xem video và ủng hộ cho gia đình nhà em. Sau đây em đi đến từng mã để các bác tham khảo và ủng hộ cho gia đình nhá. Trên tay em là mã số 1. Em bán cho các bác 90.000 thôi. Đây em đi vào từng cây cho bác xem nhá. Một cây này, hai cây này, ba cây, bốn cây, năm, sáu, bảy, tám cây các bác nhá. Tám cây như thế này, mã số 1 em bán cho các bác 90.000 đồng. Trên nhà em nó đang mưa nên mà các bạn mỗi hôm về được một ít thôi các bác nhá. Mã số 2 cũng 90.000 đồng. 1 2 3 4 5 6 7 cây. 7 cây mã số 2. 9 à mã số 4 90.000 đồng. Mã số 2 cũng 90.000 đồng các bác nhé. 1 2 3 cây này to nhưng mà là hơi ngoẹo các bác nhé. 4 5 cây này lá thẳng đứng này. 6 7 8 đây cái được cây này rất là đẹp luôn. 8 cây các bác nhé. 8 cây mã số 2 90.000 đồng. Và mã số 3, mã số 3 này rất là đẹp này. 90.000 đồng. À 100.000, em xin lỗi. 100.000. 1 2 3 4. Đây mã số 3 cây rất là to này. 5 6. Cái này là do nhựa cây các bác nhá, nhựa cây đấy. 7 cây. 7 cây mã số 3. 100.000. Mã số 5. Mã số 5 100.000. Được cây này rất là đẹp này. Thẳng đứng luôn. Có sọc kẻ sang các bác này. 1 2 3 4 5. Mã số 5 100.000 đồng. Mã số 6. Mã số 6 nhà em 100.000 đồng. Mã này được rất là nhiều cây to này. 1 2 cây này bản lá to nhé. 3 cây này xếp đứng luôn. 4 5 cây, cây này to đùng luôn này các bác này. 5 cây. Cái lá này nó hơi bị toác nhé các bác nhá. Đó. Mã này em bán rất là rẻ luôn. Mã số 6 100.000 đồng. 100.000. Mã số 7. Mã số 7 là combo nha các bác nhá. Có dáng hương tam bảo sắc và chồn. 1 2 3 4 5 6 cây tam bảo sắc và 4 cây chồn các bác nhá. Em bán cho các bác 80.000 thôi. 80.000 mã số 7 các bác nhá. Được hai loại luôn. Mã số 8. Mã số 8 này em bán 90.000. 1 2 3 4 5 mình xếp đẹp chưa? 6 7 8 9 10 11 cây các bác nhá. 11 cây 90.000. Mã số 8. Mã số 9. Mã số 9 nhà em 80.000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Được cây này rất là đẹp nha các bác nhá. 80.000 mã số 9. Mã số 10 90.000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Cái mã này toàn cây xếp này các bác này. 13 cây các bác nhé. 13 cây mã số 10 90.000. Mã số 11. Mã số 11 này được 4 cây to các bác nhé. Em bán cho các bác 120.000 thôi. Một cây này các bác nhìn này. Giá trị luôn nhá. 2 cây này. 3 cây này. 4 cây này. Đấy. 4 cây như này. Cái lá này rất đi. Mã số 11 em bán cho các bác 120.000.
số 12. Em bán cho các bác 110.000 một cây. 2 cây. Cây to luôn nha các bác nhá. 3 cây. 4 cây. 5 cây. Mã 12 110.000. Cân trổn luôn các bác ạ. Đây, mã số 13 các bác nhá. Mã số 13 này thì nó được rất là nhiều cây, nó phải năm được hơn 60 cây các bác nhá. Nó là những cái cây nó dáng nó không đẹp, với lại nó cứ lỗi lá như này này. Là em cho hết vào đây cho các bác. Em bán cái mã số 13 này em bán cho các bác 100.000 thôi nhá. Đấy, cả đống này. Đây, có những cây bé bé như này trộn giống nha các bác nhá. Trên 60 cây, em không đếm đâu nhưng mà một đống như thế này. Đó, em bán cho các bác 100.000, 100.000 mã 13 các bác nhá. Em có cái mã tam bảo sắc nguyên bản này. Hôm nay em có một mã thôi. Cái mã này thì là mã 14, nó có 1 2 3 cây to và 5 6 cái cây ti này các bác này. Đó, cái cây ti này. Tam bảo sắc này là tam bảo sắc lá rụt các bác nhá. Vâng ạ, mã số 14 100.000 đồng. Mã này cũng kết thúc video nhà em hôm nay. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và ủng hộ cho gia đình. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các video sau.